ngồi ở đây hả? Chị tưởng tôi chết rồi hả? Đâu có dễ đâu, trói tôi. Mày gian gian chiếu chiếu mà còn bịt miệng người ta lại. Tôi mà không sống lại á, hay là tôi mét chị tiền liền nha. Đáng lý là lúc đó là chị phải cứu tôi mới đúng, mà cái này là chị muốn bịt miệng tôi, nhốt tôi ở trên đó. Chị nghĩ chị tiền không kiếm cho tôi hả? Thôi mày im đi nha, tao không hề nhốt mày trên đó nha. Chung đồng đội mà đủ thừa, sao sống kỳ quá vậy? Biết sợ hả? Bây giờ biết sợ thì phục vụ ý của tôi đi, tôi không nói. Còn bây giờ chị thích cương với tôi không? Chị muốn cương với tôi thì tôi nói tôi đưa clip cho chị tiền. Chị nghĩ tôi nuốt cái thẻ nhớ vô hả? Nhìn cái đầu này ngu lắm hả? Cái gì nó cũng nằm trong tay tôi hết à. Đó là chị sợ. Chị muốn thì miệng phục vụ tôi. Chị chửi tôi, vậy là chị muốn tôi đi mét rồi. Ê, sao? Tôi mới hết bệnh nghe, tôi mới hết mệt đó. Bên dưới chắc cũng có chuyện nữa rồi. Ngoan á thì phục vụ theo ý của tôi á, tôi thấy hài lòng, tôi thấy cái thái độ biết điều thì tôi có thể nhân nhượng không nói. Tôi cho mấy người gian gian díu díu một thời gian dài được. Biết không? Mày làm gì tao? Làm mẹ tao hả? Cũng có thể. Tôi có clip mà. Tôi đâu cần mét chi. Cái miệng thì không cần nói nhiều. Tao nghe đủ rồi đó nghe. Mày lên cái tay. Đánh mày đó làm sao? Ôi chị Tú ơi, đánh em chị ơi. Đó, đau quá. Đây dạ. Trời ơi. Đã thấy mày nằm rồi, sao vậy thì được rồi. Ủa nó nằm liệt giường. Cái đó cũng phải cảm ơn tất cả mọi người. Trời ơi, em lại chặt quá nha. Đâm đau quá nha. Giấu kỹ quá nha. Chứ phải cái đó mày tự biên tự diễn hả? Hay là con biết cho lên cho cả cộng đồng mạng thấy. Mày thách mày đó. Ơ chị Tú ơi, nhưng thách em kìa. Chắc phải đi làm thôi. Làm gì vậy? Mày muốn biết chuyện gì không? Tao cho mày coi. Ok, xíu tao vô tao cho mày coi. Tao thấy được rồi đấy Ngân ạ. Ôi nguyên đám chửi kỳ sợ quá. Chắc là tôi mới tự rửa chén nè, tự lay nè, rồi tự đưa cái clip cho tôi coi lắm. Cái gì vậy? Nếu tôi cho mày coi nha. Thôi được không chị? Ủa clip gì chị Tú? Mày đưa rửa chén rồi. Thôi mấy đứa này bạn bè em không à, làm gì vậy? Bạn có ai bạn? Bạn cứ có hàng người với mày hết trơn luôn. Mấy đứa nó nói rồi. Chích đau quá nè. Ủa sinh nhật nó chỉ giả tạo thôi. Mấy bạn khỏi cần làm hết để chị Tú làm. Mấy tao làm. Cái đó là nhiệm vụ của tao, không có gì chị Tú làm. Thôi vậy mấy đứa làm đi, mấy đứa làm đi chị vô. Tao đây. Tao kêu mấy đứa rửa chén tao không được hả? Không. Rửa mấy đứa. Rửa. Bây giờ muốn ăn nữa không? Muốn. Tao thắc mà giết tao là rửa. Muốn ăn không? Nè, giết tao đi. Vô tao xuống luôn. Trời ơi, tao xuống. Ờ, vậy nhờ. Tao sợ quá. Mày nghĩ cái đầu mày còn ngu hả? Ở đây mấy em rửa thì để rửa chết tao 100 lần nữa tao cũng không chết. Mày nói nhiều nói lại coi. Mày đúng mày điên rồi. Rồi. Rồi coi. Mày đúng mày có điên rồi. Anh nghĩ đùa đấy. Mày tôi đứng nhiều quá à. Bây giờ muốn vô một vài đứa được không à? Tôi muốn ở đây một mình với chị Tú được không à? Tao từng chén. Không gì phải vô. Vậy thôi để tôi vô nha. Để em vô với chị. Em vô nha. Sao chị sợ đây vậy hả? Không cần quét nhà, mấy bạn chỉ cần vô ngồi thoải mái nói chuyện chẳng thôi được rồi, đừng có xiết miệng ra đây được rồi. Sao chị sợ nó đi đứa đi mấy đứa vào đi mấy đứa. Đi chị Tú rửa mình ha. Đi vào nhà đi. Chị để chén đi xíu em ra rửa cho. Đi vô đi. Đi vô ngồi chơi nha mấy bạn, đừng có làm gì chổng nha. Xíu có người làm rồi. Ừ.
Ơi da, mấy đứa này nó nói hoài vậy ta. Qua đường nói chuyện mà. Được rồi, mấy đứa đi vào đi. Qua đánh tao đi, tao khách mày đánh tao nè. Được rồi. Giang hồ quá sợ. Đi chén đi chị. Cái gì đụng đây? Rất còn thế, muốn làm cái gì? Em mới chịu xóa clip đấy. Cảm thấy mấy người quen nhuyễn lắm với tôi quá. Bây giờ tôi muốn quyền lợi có lợi ích gì cho tôi. Lợi ích là lợi ích như thế nào? Tôi muốn biết chị tiền. Tôi muốn đưa cái clip đó cho chị tiền con. Để cho mấy người ra khỏi rồi. Em gài anh. Anh gài Tú. Thế con người của em nó thâm độc thế à? Thì sao? Em ở bên nó như thế em chưa đủ à? Anh nói người khác anh coi như tính bản thân của mình kìa. Sống sạch hơn người ta chưa? Tốt hơn người ta chưa? Vậy cô có sạch không? Chả ai sạch cả. Biết điều quá. Sợ ra khỏi nhà câm họng nghe lời người khác. Cũng là ở ké thôi nên không có quyền lên tiếng nữa không? Muốn chơi người ta mà láo. Rửa lẹ đi chị. Mày ngồi đi, mất công mày té mày liệt nữa.
tới giờ nhân nhượng lắm rồi nha. Bây giờ tụi bay có đi vô không? Mày đâu có má của tao đâu. Mày nói câu tao nghe câu hả? Chị cũng đừng có quên là chị ngủ với anh Ken, tôi còn giữ nét nha. Đừng có quên là mày bỏ thuốc hại tao. Ăn thắng từ đó. Mày bỏ thuốc hại tao đó anh chó. Thì bây giờ chị đi mát đi. Mày cũng là người bỏ thuốc cho tao. Có bằng chứng không? Đau quá nè. Mày không muốn giở trò đến bao giờ nữa? Tôi chỉ muốn quyền lợi cho tôi thôi, chứ tôi có giở trò với ai đâu. Quyền lợi gì? Lúc mấy người thỏa mãn tôi đau khổ đó. Sao cười dữ lắm mà. Đau khổ như nào? Đau khổ gì? Ai làm gì mày đau khổ? Cái thù đám tụi bay nhé. Tối tao chích cổ tao, quấn tao, giục tao lên trên nóc nhà. Trời ơi mày đủ lắm rồi. Mày hỏi thì tao trả lời thôi. Bây giờ hâm dọa tao nữa hay gì? Ai là người bày ra? Ô, nó thách tôi tung ra kìa. Tao thách mày đó. Ok. Để tôi đi vô, tôi đâu có quyền lợi gì đâu. Cái clip đi đâu? Mày nhớ đâu? Tao nói con nuốt chưa rồi. Tao không xấu mặt với mày nha. Tao chó giỡn mặt với mày. Tao nói với mày nghe. Cái clip đấy á, mà được đưa đi tay của anh Toàn á, thì sao? Con Tú nó mà có chuyện gì á, tao đéo bao giờ cho mày yên đâu. Sợ quá nè. Mày cứ thử đi. Ok, đây. Rồi, ok, tao thách mày rồi, đó. Thách nha. Để rồi coi như nào. Ra khỏi nhà đi. Không, ra khỏi nhà tao đéo để cho mày yên đâu. Tao không đéo để cho mày sống hạnh phúc, yên ổn trong nhà. Đau quá chứ. Cái gì vậy chị? Tôi đi vô. Mày tao đang làm theo ý của mày nè, mày còn đòi hỏi gì nữa. Tôi sợ mấy người này ăn hiếp tôi. Mày đưa cái thẻ cho tao đi, mày muốn tao làm gì cho mày cũng được. Không, tôi đâu có ngu. Tôi nhớ cái thẻ tôi giấu trong bụng tôi nè. Tao đi gọi rửa chén đi. Tao nói rồi, mày đưa cái thẻ cho tao đi, tao làm theo ý của mày cho. Bây giờ tôi không đưa rồi, chị có dám cãi tôi không? Tôi kêu chị là rửa chén đi. Đi vô đây. Chị la cho em như vậy. Đi vô. Ủa làm gì chị bị nó khống chế hoài hả? Đi vô. Ý tội nghiệp quá. Tao nói là tụi bay đi vô đi. Đi vô. Chị gì đâu? Sao chị sợ tôi? Đi vô! Nó uy hiếp chị cái gì? À, tụi bay đi vô đi. Tao nói là đi vô đi. Đồ gì hoài vậy? Tao nói là vô ta. Thầy uy hiếp có cái gì? Hả con để cho nó nhẹ nhàng.
nghĩa cho tao nào. Dạ con trai của tôi đất rồi, nó dục xuống dưới rồi kìa. Bà tính sao? Cái đó hàng giả rồi mà, có gì gì tao ra ngoài chợ tôi mua cái khẩu hàng giả cho mày cho. Đâu, ba mấy 20 ngàn à. Bây giờ tôi hỏi bà giải quyết được hay không, hay là để nó nhảy nhảy hoài. Không giải quyết được thì tôi vô tôi nói chị tiền. Mày đưa đi về trong nhà đi. Mày làm đi. Vô nha. Tao khách mày. Vô. Vô. Nhấn tao liền đi. Anh bận thôi. Vô nhà. Nay em chị đi sao hả? Kêu mày đưa vào thì mày đưa vào đi. Mày đứng hoài vậy đi chứ. Tụi bay không đi vô để tao đi. À, tụi bay đi vô cho. Tụi bay không vô thì không cho tao vô luôn hả? Ủa? Tao nói mà. Nó không biết chi. Mày lên giọng với này là tao không có vô thì tao phải nói với chú. Nói gì? Nói cái gì? Mày tránh xa chị tao ra. Mày muốn chị mày sống yên trong nhà này thì cầm cái hộp đấy. Mày mới cầm cái hộp mày lại bắt cái gì? Đầu quen như là như vậy rồi, đâu có phải dọn khách sạn này làm thêm chi cho mệt đúng không?